Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong vụ án giết người, phi tang thi thể trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Qua công tác xác minh, Cơ quan Công an nghi vấn nạn nhân đã bị giết hại ở một khách sạn tại phường 2, thành phố Vũng Tàu. Nghi phạm chính là đối tượng Võ Thành Long, sinh năm 2004, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5, công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng Võ Thành Long tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai ban đầu, cả hai nghi phạm sống lang thang ở thành phố Vũng Tàu và có quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội. Sau đó, hai nghi phạm hẹn cô gái đến thành phố Vũng Tàu chơi. Tại đây, hai nghi phạm đưa nạn nhân vào khách sạn và sát hại. Sau đó, cả hai mang thi thể cô gái bỏ vào trong vali rồi đem lên núi nhỏ, ném xuống vực hòng phi tang. Tài sản của nạn nhân cũng bị hai nghi phạm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Một đối tượng nghiện ở Tương Dương đã cấu kết với người nước ngoài, mua ma túy với số lượng lớn đưa về Việt Nam tiêu thụ. Đáng nói, quá trình hoạt động, đối tượng mang theo vũ khí quân dụng nhằm đối phó với lực lượng công an. Trước đó, vào đầu tháng 5 năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Tương Dương phát hiện Lô Văn Duy, sinh năm 1990, trú tại bản Cồi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, là đối tượng cầm đầu móc nối với một người nước ngoài, hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài đưa về Việt Nam bán cho người nghiện trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt. Sau một thời gian theo dõi, vào 15 giờ ngày 18 tháng 5, ban chuyên án triển khai lực lượng bắt giữ Lô Văn Duy khi đang ẩn nấp tại bản Minh Phường, xã Lương Minh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 480 viên ma túy tổng hợp, 2,8 gram heroin, một khẩu súng các pin chứa 13 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng, 6 khẩu súng tự chế, 3 dao nhọn và 5 điện thoại di động. Sáng 23 tháng 5, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khống chế và đưa người đàn ông điều khiển xe ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ về trụ sở làm việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông lái ô tô bỏ chạy rất nhanh trên đường, phía sau có lực lượng cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Theo một số nhân chứng, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc ô tô này chạy qua nhiều tuyến đường với tốc độ cao. Chiếc xe này còn ngang nhiên vượt đèn đỏ. Đáng nói, chiếc xe đã tông vào một số xe máy lưu thông cùng chiều, khiến ít nhất một người bị thương. Khi chiếc ô tô chạy đến đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một mới bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế. Sự việc xảy ra vào thời điểm người dân đi làm, phương tiện lưu thông đông đúc khiến nhiều người hoảng sợ khiếp vía. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao tài xế lái xe bỏ chạy. Hiện tại công an đã đưa người này về trụ sở để làm việc. Ngày 23 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đại Lộc bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng gồm Bùi Mỹ Oanh, 28 tuổi, ở xã Đại Cường, Lê Thị Một, 54 tuổi, ở xã Đại Hòa và Đinh Thị Phụng, 30 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Công an xác định các đối tượng trên đã cho hơn 50 người trên địa bàn huyện Đại Lộc và một số địa phương lân cận vay tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng với lãi suất 120-240% một năm, thu lợi bất chính hơn 520 triệu đồng. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nếu người vay không còn khả năng trả nợ thì các đối tượng gọi điện trực tiếp đến nhà đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong số 3 đối tượng bị bắt giữ, Bùi Mỹ Oanh là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Tháng 5 năm 2020, Oanh từng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản.